Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề Cuốn sách tôi yêu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã lựa chọn được 2.000 video dự thi để vào vòng bình chọn chính thức. Vòng bình chọn bắt đầu từ 10 giờ ngày 6 tháng 9 đến 10 giờ ngày 20 tháng 9 trên kênh YouTube Sách và Trí tuệ Việt Nam. Tổng điểm bình chọn của mỗi video được cộng từ điểm lượt xem, yêu thích và chia sẻ. Kết quả bình chọn sẽ làm căn cứ để ban tổ chức đánh giá, xếp giải. Ban tổ chức sẽ trao một giải đặc biệt, 3 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích. Lễ tổng kết, trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2021.